Hôm nay 25 tây tháng 3 năm 2024, Phương Lê Mỹ Tho xin đại diện với mà quý nhà hảo tâm với mạnh thường quân là em Tâm Loan ở cà phê Tâm Loan ở phường 6 á, gửi cho 10 ký gạo. Rồi đây là 200.000 là của em Tâm My Nguyễn, gửi 200. Con tên gì? Vậy. Hả? Trà My hả? Nay con học lớp mấy? Đây là cháu nội của bà Bảy, dì Bảy bán vé số đó. Mẹ của bé là cái người phụ nữ bị tai nạn ở cầu Rạch Miễu đó quý vị. Hôm nay cháu ngoại. Rồi thôi Linh cảm ơn quý nhà hảo tâm với mạnh thường quân rất là nhiều. Nếu có quà thì Linh sẽ trở lại để trao yêu thương cho bé. Nè con cảm ơn cô, cảm ơn bà, cảm ơn bà Tâm. Cảm ơn cô Tâm Loan. Nhà bị lớn đó. Rồi thôi lên máy bay.